Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một đôi lọ lục bình bằng gỗ cẩm vàng của Nam Phi. Đây là đôi lọ lục bình cao 2m17, đường kính là 62, toàn bộ là được chọn vân chọn gỗ rất là đẹp. Đây là những người thợ của chúng tôi vừa mới tiện xong và đang dùng những khăn ướt để quét lên trên thân mình của lục bình gỗ cẩm vàng để cho hiện vân rõ hơn. Quý vị có thể xem được 100% là vân gỗ tự nhiên, không vẽ vân, không bắn vân và không tạo vân. Thì quý vị có thể biết được là vân thật hay vân giả. Thì qua clip này chúng tôi cũng chia sẻ luôn là quý vị có thể xem hàng mộc trước khi sơn, thì quý vị có thể biết được là vân thật hay vân giả. Vì xong hàng mộc toàn bộ vân là vân thật, chúng tôi không vẽ vân. Và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng một đôi lọ lục bình đây cao 2m2. Những người thợ của chúng tôi đang quét nước để cho vân gỗ nó hiện lên một cách tự nhiên nhất. Trong clip trước thì chúng tôi cũng giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình tiện lọ lục bình rồi. Chúng tôi giới thiệu tới quý vị hai đôi lục bình, một đôi 2m2 và một đôi 2m1. Thì chênh nhau có 10 phân thôi. Đường kính là như nhau. Và vân gỗ đều là được chọn vân. Đây là phần miệng lọ đây. Sau khi hoàn thiện thì màu của lục bình là lên đúng màu như này. Và có thể là hơi nhạt hơn vì chất liệu gỗ là màu vàng rồi. Thì quý vị nào muốn sở hữu một đôi lục bình như này cho phòng khách hay nhà thờ thì quý vị hãy liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Nghệ An. Một đôi anh kê vào phòng khách và một đôi anh kê vào phòng thờ. Thì đôi kê vào phòng khách là đôi 2m2 đây chúng tôi đang quay. Còn một đôi lục bình 2m1 là anh kê vào phòng thờ. Kê vào phòng thờ thì là đôi nhỏ hơn. Chúng tôi xin nhắc lại toàn bộ vân gỗ là vân tự nhiên, không vẽ vân. Thì quý vị có thể biết được là nếu như vân thật thì quý vị nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng. Trong clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu sơ qua về phần mộc của hai đôi lọ rồi. Thì trong clip này người thợ của chúng tôi có quét thêm nước lên để cho quý vị có thể hình dung rõ được vân gỗ hơn. Đấy, quý vị có thể hình dung như người thợ của chúng tôi cao 1m8 và đôi này là cao 2m2. Một đôi lọ như này thì nó trọng lượng của nó thường rơi vào khoảng 1 tấn. Sau khi tiện đi là còn khoảng 1 tấn 4 thì trung bình là vào 700 cân trên một lọ. Đây là lục bình gỗ hay là gọi là lộc bình gỗ cũng là nó. Quý vị hãy chiêm ngưỡng kỹ đây. Từ phần cổ đến phần thân được chọn vân chọn gỗ rất là đều. Vì lục bình nó có rất nhiều kích thước. 1 mét, 2 mét, 1 mét rưỡi, 2 mét 2, 1 mét 8. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất và ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.